Kỹ năng nào cần thiết để thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin? Nghề y tế hot hòn họt, lương cao, vậy làm sao để cưa đổ em nó? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ mách bạn bí kíp cưa đổ thành công. 1. Vũ khí cần thiết. Kiến thức chuyên môn, nắm vững kiến thức về lập trình, hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, an ninh mạng. Nói tóm lại, bạn phải hiểu biết về bộ máy của ngành y tế. Kỹ năng lập trình, thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình, ví dụ như Python, Java, C++. Giống như học một ngôn ngữ mới, bạn cần luyện tập thường xuyên để nói trôi chảy. Kỹ năng giải quyết vấn đề, có khả năng phân tích, logic và đưa ra giải pháp hiệu quả cho các vấn đề kỹ thuật. Giống như thám tử phá án, bạn cần tìm ra thủ phạm và đưa ra lời giải cho các vấn đề. Kỹ năng sử dụng công cụ, thành thạo các công cụ và phần mềm chuyên dụng trong ngành công nghệ thông tin. Giống như đầu bếp sử dụng dao thớt, bạn cần biết sử dụng các công cụ để nấu ra những sản phẩm tuyệt vời. 2. Gia vị quan trọng. Kỹ năng giao tiếp tốt để trình bày ý tưởng, giải thích vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả. Giống như một ban nhạc, bạn cần phối hợp nhịp nhàng với các thành viên khác. Kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng phối hợp, hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp để hoàn thành mục tiêu chung. Giống như chơi trò chơi tập thể, bạn cần phối hợp với đồng đội để chiến thắng. Kỹ năng học tập, chăm chỉ học hỏi, cập nhật kiến thức mới và thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin. Giống như một con ong chăm chỉ, bạn cần không ngừng học hỏi để thu thập mật ngọt. Kỹ năng tư duy phản biện, phân tích vấn đề một cách logic, đa chiều và đưa ra giải pháp sáng tạo. Giống như thám tử Sherlock Holmes, bạn cần có tư duy logic và sáng tạo để giải quyết các vấn đề. 3. Bí quyết cưa đổ thành công. Xác định mục tiêu tình yêu của bạn. Bạn muốn trở thành lập trình viên, kỹ sư mạng, chuyên gia an ninh mạng. Trang bị vũ khí và gia vị cần thiết, tham gia các khóa học, ôn luyện kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Tìm hiểu đối tượng thông qua các dự án thực tế, tham gia cộng đồng công nghệ thông tin để học hỏi kinh nghiệm. Kiên trì và không ngừng nỗ lực, ngành y tế đầy thử thách, hãy luôn giữ vững ngọn lửa đam mê. Nào, hãy sẵn sàng cưa đổ ngành công nghệ thông tin đầy tiềm năng này. Chúc bạn thành công!